Ồ, mình phát hiện ra con trà màu bạch của mình nó có một hiện tượng lạ. Cái mắt của nó bị đau hay sao ấy. Đây các bạn nhìn thấy cái vành mắt của con trà màu bạch của mình không? Nó có hai cái vành đỏ ửng luôn. Nhìn từ xa là cứ như là con chim nó bị đau mắt đấy. Nhưng mà nhìn gần thì không phải. Nó là mí nửa mà rất chi là đậm mà nó dày nữa. Uầy, đẹp không này? Ôi, thật sự là lần đầu tiên mình nhìn thấy một con chim mí nửa mà nó nhiều như này đấy các bạn. Thôi để bây giờ mình thả nó ra, nó sợ. Đấy, nó sợ các bạn. Thế hôm nay nấu cơm sớm ghê nhỉ? À vâng, nấu cơm sớm để chú đi làm về sau ăn lại đi ngủ. À vâng. Vâng vâng. Nốt tấm cuối cùng. Uầy, mở ra cái sáng sủa ngay. Mình chào tất cả các bạn nhé. Như cái thời gian vừa rồi thì các bạn biết đấy, mình có gì nhỉ, lắp một cái hệ thống nước làm mát ở trên đỉnh mái này để phun nước chống nóng cho những chú chim sinh sản của mình trong cái mùa hè ấy. Thì bây giờ là mùa hè nó cũng sắp qua rồi và mùa chim sinh sản thì nó cũng đã qua rồi. Hôm nay là mình bỏ hết toàn bộ những cái chắn này ra này. Cái chắn này ngày xưa mình cho vào đây để mà che bớt cái ánh nắng nó xiên thẳng vào chuồng ấy, thì làm cho cái ánh nắng nó chiếu thẳng vào cái tổ trứng, làm cho cái tổ trứng nó không tốt. Thì bây giờ chim không đẻ nữa, mình bỏ nó ra để cho thoáng cho cây nó phát triển. Và có một số chỗ mình không che, mình để nó thoáng thì cái nước nó vào, các bạn nhìn này. À, cháu 10 năm này cháu mới cấm. Mỗi năm cháu vẫn cấm 10 năm mà. Vâng. Vâng, cháu cũng nghe rồi. Để cháu thử xếp sắp, một là 15, hai là 14. Vâng, đúng rồi. À, thím đang hỏi là thế năm nay chưa cấm trại hả? Mỗi năm thì mình hay cấm trại vào ngày 15. Bây giờ thì mình đã dọn dẹp xong khu vực này rồi, mình chuyển hết cái đồ đạc này xuống. Đấy, thím nhắc thì mình mới nhớ ra cái vụ trại. Cái trại năm nay mình muốn làm một cái trại mới mà vẫn chưa đóng, chưa đi hàn được đây này. Vừa rồi mình có đi đặt hàn thế nhưng mà các anh bảo là năm nay nhiều thợ hàn trại quá, anh đang bận chưa làm được. Để kéo lưỡi anh xong anh làm cho, thì hôm nay mình phải lên mình dục luôn. Để bảo anh ấy làm cho mình một cái trại mới to hơn cái trại năm ngoái một tí cho nó khác khác đi. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Mình còn nhớ ngày nào mà làm trung thu của năm ngoái, thế mà bây giờ đã đến trung thu của năm nay rồi. Đây, đây là cái chiếc trại mà mình dựng ở trên đỉnh tầng thượng của nhà mình. À, hay là mình không làm cái trại mới nhỉ? Năm nay nó hơi vội một tí. Hay là mình bỏ cái trại này đi, mình thay cái áo mới. Mình thay áo mới để cho nó khác với năm ngoái một tí. Rồi để xong năm sau đi. Năm sau mình nhiều thời gian hơn thì mình sẽ hàn hẳn một cái khung trại to nhỉ. Được, bây giờ mình cho xuống. Wow, cao phết đây, đùa đâu. U em, hello béo. Đây chú xem cái trại này. Năm nay anh đang tính thế này là thiết kế là vẫn giữ nguyên cái khung này, anh chỉ thay cái áo đi được. Tức là mình thay cái lần cũ đi, bỏ cái lần cũ đi mình thay lần mới cho nó khác năm ngoái tí. Thế nào? Thì in lần mới. Tức là in bỏ cái phông chữ này đi, mình in thêm một cái phông chữ mới. Cái trại này của mình thì tuy là nó hơi bé tí nhưng mà cái bố cục của cái trại thì mình thấy nó cũng hợp lý. Theo chú thì có ổn không? Thay phông mới. Theo em giờ bác bỏ cái phông này đi. Ừ, là vẫn như anh. Hai cửa hai bên nữa. Lại hàn thêm hai cửa hai bên, tức là mình cho giữ nó, nguyên cái này. Để cái này nằm ở giữa. Giữ như này này. Thế cho thêm hai cái hai bên đi. Cho cửa giữa nó to như chạy. Rồi được rồi, thế là anh hiểu rồi, để bây giờ anh thiết kế nhá.
À đây, hắn mở cửa đây. Mở cửa xong mà điện không nghe nhỉ. Rồi, chú cứ mang vào trong nhà đây cho anh. Đây, chú mang vào đây. Cứ mang hẳn vào đây. Anh Bình ơi. Anh Bình à. Ôi, ngủ vẫn chưa dậy. Chú dựa vào đây cho. Chú dựa vào cái ô tô này. Ai, Phó Cả mở Zalo ra chưa? Em gửi ảnh vào Zalo cho Phó Cả đấy. Thì em có một cái trại như thế này. Đấy, anh mở Zalo ra cái hình ảnh mà em gửi cho anh ấy thì là anh hàn cho em theo kiểu như vậy. Tức là vẫn cái trại này. Em làm thêm hai cái trại như này nhỏ nhỏ nữa để em kẹp ở hai bên. Đâu, mở Zalo ra xem nào. Mạng biết nào kém thế. Rồi, bác vuốt cái ảnh thứ hai em gửi cho bác là em muốn làm theo cái kiểu như này. Đấy, vẫn cái trại này, em làm hai cái thu nhỏ hai bên thêm. Thì cắt nó đi. Đấy, gắn vào hai bên như vậy. Rồi. Thì vấn đề anh em mình trao đổi tiếp ở trong cái tin nhắn sau nhé. Rồi. Thế bây giờ cố gắng làm sớm cho em xong cái khung này. Để 14 em cấm rồi thì là em phải đặt cái vải mất 2-3 hôm nữa. Thì khung này hay là khung đôi? Khung này thôi, một mặt này thôi. Đấy, thì anh làm cho em ngày nay, ngày mai có xong không? Nhá. Để em còn đi in. Rồi, bây giờ thì mình với Nhân lên chỗ tiện thể là lên chỗ áo diều nhỉ. Để hỏi cậu ấy xem liệu có in được cho mình cái trại này không nhỉ. In được. In trại vào áo diều. Ừ. Không, tức là cái lên chỗ áo diều bảo người ta in cho mình cái trại. Chắc là không được đâu, nhưng thôi được. Anh em mình cứ lên thăm diều cái đã. Để bây giờ anh em mình lên thăm cái diều của mình xem tới đâu. In trại vào áo diều. Hâm in trại vào diều. Nhà này. Đâu đâu. Ở đây, xây lán mới này rồi. Ủi to này à. Em chào bác. Ui, từ năm ngoái năm nay lên nhà bác mà thay đổi nhiều thế. Chào mấy anh em nhé. Em chào các chị. Chào chào bác. Cái diều em thế nào rồi? Đây, bác vào trong nhà xem diều của bác. Xem vào nhà xem khung hay là xem áo diều? Áo thì cái phần in hôm nay nó gửi về em vẫn đang. À, hôm nay mới gửi áo in về à? Đây các bạn, mình đã đến nhà anh chuyên may diều rồi. À, với lại tiện em hỏi luôn về vấn đề 30 chiếc diều để tặng các bạn nhỉ. À, cái 30 chiếc diều thì hôm qua em có lên danh sách cho anh là mười mấy danh sách rồi đấy. Được 13, 14 cháu rồi đấy. Thì anh lên đơn chưa? Lên đơn thì bắt đầu hôm nay em bắt đầu gửi. Sẽ còn mười mấy đơn nữa thì sau em sẽ lên nốt. À, mình tiện cũng báo cáo với các bạn luôn là nếu các bạn mà gửi danh sách tên cho mình để mình gửi diều tặng các bạn cùng với anh đấy thì các bạn nhắn tin vào Zalo cho mình nhé. Các bạn nhắn luôn địa chỉ, số điện thoại và tên. Chứ tránh trường hợp này các bạn cứ nhắn anh Quế tặng em chiếc diều sau mình không có thời gian hỏi lại là em ở đâu đâu. Cho nên là các bạn cứ nhắn tin luôn. Và đây là cái áo diều mà mình bảo anh in. À ngược thôi. Anh quay sang bên này, quay sang bên này. À đây là cái đuôi á. Ui cái đuôi mà đã to này rồi á. Ui đây mới là cái đuôi các bạn ạ. Uầy, cái ảnh này được đấy này. Đây các bạn nhìn thấy cái cây này không? Cái cây này chắc các bạn còn nhớ nhỉ. Cái cây này là cái cây ở ngoài đồng mà hôm mình đi bắt cua đấy các bạn. Đây có một ông đang chăn con bò đây này. Ê giời, hợp lý đấy. Rồi để em xem cái phần thân diều này. Phần thân diều này. Uầy, ảnh này được này. Ui, được đấy. Đây các bạn này, cái diều này nó khác cái diều trước là có mặt mình ở đây. Nhưng diều này thì mình làm thành hình ngôi sao và cái lèn đen. Rất nhiều bạn bảo xanh Quế không cho ngôi sao vàng và lèn đỏ vào để cho giống cờ Tổ quốc ấy. Thế nhưng mà theo mình nghĩ thế này, cái cờ Tổ quốc ấy thì nó là một cái biểu tượng của đất nước mình. Nó rất chi là thiêng liêng cho nên là mình không thể nào mà tùy tiện gắn lên bất kỳ một cái gì đó khi mà chưa được sự cho phép hoặc là mình cảm thấy nó hơi phản cảm ấy. Cho nên là mình không dám gắn cái cờ Tổ quốc lên đây. Mình chỉ dám gắn một cái ngôi sao mà nó đẹp như vậy thôi. Được đấy, cái này được đấy, bác vào diều luôn đi. Cái này cho triển khai mai áo nghe, bằng cái tấm này nhá. Ok ok. Đấy đấy, chú Nhân có nhìn được bao quát hết không? Nhìn được. Hợp lý nhỉ. Cái này ổn rồi bác ạ. Đấy, thì sau em lên nốt cái danh sách xong bác gửi hộ em phát nhé. Vâng, thế là cái này là thôi làm bằng cái này nhá. Thế còn những cái này in thừa thì bỏ chứ. Bỏ đi chứ. Xóm người ta cho về căng gà, trái vịt. Ai lại cho căng gà, trái vịt. Căng gà. À đâu. Xem qua những chiếc diều mà anh gửi tặng fan á. Diều gửi tặng fan thì hình thức nó như thế nào? Hình thức nó như nào? Đây nhất đây. Ra ngoài này để cho chào cả nhà mình nhá. Em chào các chị và các bác.
Uầy, kéo vào và canh quan. Đây là những chiếc đây các bạn ạ. Chú Nhân đứng xa xa tí nhìn nó dễ nhìn được hết không? Đây là những chiếc diều mà anh chủ thợ diều anh ấy nhờ mình là gửi tặng fan của mình. Đấy, trong đó có 30 chiếc diều và gửi tặng 30 bạn. Thì như lúc nãy mình nói các bạn rồi đấy. Toàn bộ cái thông tin các bạn thì các bạn nhắn cho mình để nhắn vào Zalo nhé. Mà nhắn luôn cái tên và địa chỉ luôn. Chứ đừng có anh Quế ơi gửi tặng em chiếc diều sau này đợi mình trả lời lại thì nó lâu lắm. Đó, mình đã lên được 14 danh sách rồi, còn khoảng độ 16 danh sách nữa. Thì đây, cái này bác lại treo lên hộ em nhỉ? Đây, cứ để đây thôi. Thế thì áo diều thì có rồi này, khung thì có rồi này. Khoảng độ bao nhiêu lâu thì em có thể lên lấy diều được? Cho em 3 hôm nữa đi. 3 hôm vừa làm vừa test đúng không? Đây. À ừ nhỉ, phải đợi gió đúng không? Thế thôi bác làm với lại mấy anh em chị này em làm nhá. Em cũng phải về đấy. Đây. Thế thôi mình cũng phải về đấy các bạn. Về còn nhiều việc ở nhà phết. Nhau ghê, thân nhau ghê. Bạch ơi, Bạch. Tưởng gọi không ra, hả Bạch ơi? Bạch. Em có ăn sâu không? Mình phát hiện ra con trà màu Bạch của mình nó có một hiện tượng lạ. Cái mắt của nó bị đau hay sao ấy. Đây các bạn nhìn thấy cái vành mắt của con trà màu Bạch của mình không? Nó có hai cái vành đỏ ửng luôn. Mình nhìn từ xa kiểu như là nó bị đau mắt ấy. Nhưng mà bây giờ mình nhìn gần thì hình như không phải. Nó đang lên những lớp lông màu đỏ hay sao ấy. Đây để mình quay gần lên cho các bạn nhìn nhé. Mình vừa ở trên chỗ xốp báo diều về tới nhà thì mình thấy con trà màu Bạch nó đang chơi với con trà màu thường. Và mình gọi nó ra thì nó phi ra. Và bây giờ thì đây các bạn có thể nhìn thấy này. Ôi tại sao cái mắt của nó lại như vậy nhỉ? Đây mình nhìn kỹ thì không phải là bị viêm. Đây là nó đang lên cái tách đỏ hay sao ấy. Mà tại sao làm gì con trà màu nào mà tách đỏ ở mi luôn nhỉ? Hay là đây là người ta gọi là mi đỏ đúng không? Mi nửa đúng không? Mình cũng nghi lắm. Nhưng mà mi nửa thì thường thường là nó ở mi trên. Đây có cả mi dưới lẫn mi trên nhỉ. Ôi lạ ghê ta. Ôi nếu mà phải mi lửa thật thì con này của nó mình nó đặc biệt hơn những con khác đấy các bạn. Nó đặc biệt hơn. Uầy. Lạ nhỉ. Ôi, thôi được rồi kệ nó đi để mình thả ra cho nó chơi đi. Không cầm nó này xong nó sợ các bạn. Thôi để mình thả ra cái đã. Đấy nó sợ các bạn. Mình túm nó sợ. Uầy con này con ở trong này nó không có mi nửa nhá. Để cho các bạn xem nhá. Cái con trà Bạch này này. Mình thả trong AV cũng lâu lâu cho nên là nó hơi nhát một tí. Để mình bắt cái con này ra cho bạn xem. Cái con này nó không có mí nửa luôn. Bé chim này một phần là non. Mấy một phần thứ hai nữa là nó không có mí nửa. Nhìn nó khác hẳn với bé chim vừa nãy các bạn nhỉ. Khác hẳn luôn. Đây để mình dùng cái cam này nhìn nhìn nó dễ hơn này. Đấy cái mi của nó là mi trắng chứ không phải mi nửa nhá. Đây con này bắt đầu có mi rồi này. Nhưng mi con này là mi trắng. Còn con kia là mi nửa đàng hoàng cơ. Hay nhờ. Hay đấy. Thôi là phải đi nhá. Bé này đi lốt nhá. Đi chứ. Đi. Sợ mình cầm nó sợ đấy các bạn. Đi đi. 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 Cầm nó sợ. Sợ. Lại thêm một con gà nữa. Mình đang ở dưới sân dưới thì bố bảo là có một bạn ấy mang đến gửi mình nuôi một con gà. Thì mình bảo bố và thấy sao bố bảo không bảo bạn đấy là không nhận nữa mà sao. Thì bố bảo là bạn ấy bảo là không nuôi được, độc sợ nó chết thôi thì cứ gửi anh Quế nuôi không thì nó lại chết mất. Này gửi cả thóc vào. Thực ra thì mình cũng bảo với các bạn rồi ấy, thời gian gần đây mình nuôi động vật thì nó cũng nhiều rồi. Tạm thời mình ngưng nhận một số những con động vật mà nó đang khỏe mạnh bình thường. Như con gà này mình thấy nó cũng khỏe mạnh này. Những con gà khỏe mạnh hay những con động vật khỏe mạnh thì mọi người có thể gửi ai cũng chăm sóc được chứ không nhất thiết phải gửi mình đâu. Mà mình cũng ngại nhận gà lắm. Bây giờ nhận gà xong mình nuôi một thời gian nó tốt béo rồi, nó khỏe rồi, sau mọi người lại tới đòi lại của mình cho nên là mình cũng cảm thấy nó mất tự tin về vấn đề nhận chăm sóc gà rồi. Nhưng con này gà khỏe các bạn này. Phân thì cũng hiện tượng trắng trắng này. Con nghĩ là chắc không cần gì nữa, nó hơi gầy tí, mình sờ cái bụng nó hơi gầy tí. Đây là con gà này là mình gọi gà tre. Gà tre đây cũng không phải là Tân Châu hay sao? Đúng rồi, Tân Châu, nó có dâu đây các bạn. Con gà này Tân Châu. Con này gà này hay bệnh như sao ấy. Con sờ thấy bụng nó gầy gầy. Bệnh hay không thì cũng chả quan trọng thế nhưng mà đấy các bạn biết rồi đấy, mình nhận gà nhận chim là cũng có một số bạn trẻ là gửi mình sao để tới lấy lại cho nên là mình cũng ngại lắm.
hẳn như là tiếp các bác lớn tuổi thì các bác có chữ tín, còn các bạn trẻ nhiều khi bây giờ mình cũng ngại thật sự luôn ấy. À nó cũng khỏe, nó khỏe như thế này là khỏe. Con gà này tân trâu. Thế con cái chuồng nào không bố? Một cái chuồng kia nhưng mà bây giờ phải dọn chuồng cho vào được. À, thế thôi được rồi, bây giờ thì mình lại phải dọn cái chuồng để mà cho con gà này vào các bạn. Tạm thời nuôi nó vào trong này. Không thì ở trong này rộng, bố thả vào đấy. Không 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 cần thả vào trong chuồng. Thả ở chung với dê. À, thả một mình một chỗ thì nó không đánh nhau đâu. Để cho ở chung với dê. Ở trong này thì nó có một con gà đen của mình. Với lại con gà công nghiệp. Ở đây, gà nhà mình gáy cái nó gáy ngay. Con gà này cũng không phải là bị bệnh gì đâu. Con gà này chỉ đơn giản là chắc cậu ấy chăm sóc nó chưa được tốt lắm, cho nên là nó gầy. Cái xương sống ở dưới bụng nó, à mình gọi là cái gì nhỉ, cái xương dao ở dưới bụng nó ấy, gầy lắm, sờ nó cứ sắc à. Nhưng mà thôi được rồi, nó về mình một thời gian là nó sẽ đẹp ngay mà. Hy vọng là cậu ấy sẽ không quay lại lấy lại gà của mình nữa. À, và sang về bên này, đây là hình ảnh bé dê con của mình này. Đấy, và bên cạnh nó là mẹ nó. Thì à, nó bú được rồi, các bạn có nhìn thấy cái vú của nó không? Đây cái vú của con mẹ này này, một bên là nó bú được thì là nó nhỏ, còn một bên này nó không chịu bú, cho nên là cái vú của con dê nó hơi to. Thời gian gần đây các bạn cũng hỏi mình nhiều ghê là dê anh Quyến nó bú được chưa? Nó bú được rồi, mình không còn phải bón cho nó nữa. Nhưng mà nó bú có độc một bên thôi. Cứ bên nào nó dễ bú nào nó cứ bú suốt bên đấy, chả chịu bú bên kia gì cả. Làm cho cái vú của mẹ nó hay bị cạnh. Cạnh này là sau khi thẳng mình vẫn phải vắt đấy. Mình vẫn phải vắt, không là để lâu quá nó tức cái bầu sữa của mẹ nó. Đây, từ hôm mà nó bú được cái là nhìn mặt mũi nó cứng cáp hơn. Nó mũm mĩm hơn một tí. Dê cái nhìn mặt nó ngắn nhỉ, mặt nó ngắn mà có vẻ là nó hiền hơn con dê đực. Con dê đực mình bán ở Bắc Long này nhìn nó cưng nghịch lắm. Đây về về. Đấy nó bú đấy các bạn. À không không. Nhìn đẹp phết đấy, từ hôm bú được lẩy mớn rồi. À thôi kệ những chú gà với lại con dê ở trên này đi, để mình xuống dưới chỗ đằng AV đằng dưới kia, cái chỗ bể mà mình mới xây ấy. Không biết là có bạn nào giống tính của mình hay không. Đa số mọi người là tìm đến những cái nơi đông vui, những cái nơi phồn hoa để mà vui chơi giải trí hoặc là tìm những cái niềm vui của riêng mình ấy. Còn riêng mình ấy thì mình lại tìm đến những cái gì mà nó xa xưa nhất và cổ kính nhất. Đơn giản như là cái buồng chuối này này. Bây giờ mình đang ra lấy một cái cây chuối về để chặt vào trong cái bể cá. À, cái cây chuối này ngày xưa là mình cần đến là mình hay phải xuống xóm xin lắm. Nhưng mà mình xin được của bác Chi cái cây chuối giống về mình trồng. Và bây giờ mình có một cái bụi chuối như thế này. Đây, và ở vế bên này cũng có một cái bụi tre này. Mình cũng xin cái gốc tre của nhà nhân về trồng. Ngày trước thì nó không lên nhưng mà bây giờ đang bắt đầu lên. Lên măng này. Chỉ cần nó lên một măng thôi là sau năm mai nó đẻ ra là sẽ thành một búi tre. Đấy, búi tre ở cạnh búi chuối. Sau này nó lên thì chắc là ở khu vực này có mỗi nhà mình là có búi tre thôi. Còn gần như là người ta cũng chặt hết rồi. Còn ở ngoài đồng kia thì mình không nói. Đây, có cây chuối mà không nọ mình chặt buồng mình vứt ở đây. Mình sẽ lấy về cho vào bể cá này. Nếu thiếu thì mình sẽ chặt thêm những cây non ở đây nữa. Cái non mình chặt bớt không nó dày quá. Các bạn có biết tại sao mình xây cái bể này mà ở bên ngoài mình không chát không? Mình lại để trần xì gạch như thế này. Mình đang có một cái dự án như thế này này. Là mai khu vực này của mình là mình muốn là bỏ hết những cái gì mà nó thuộc về hiện đại đi. Mình chỉ giữ lại những cái gì mà nó thuộc về cổ kính. Đó là cái lý do mà mình muốn chuyển cái chuồng này đi này. Cái chuồng này là đang lập mái tôn đúng không? Tự nhiên ở đây có một cái đống rơm này. Ở đây có một cái bờ tường gạch mà không chát này. Và có hai cái chuồng AV mà nập lá cọ. Mà tự nhiên lại có một cái chuồng lá mái tôn ở đây. Nó có vẻ nó hơi bất cập. À, kể cả cái chuồng chó này cũng vậy. Sau năm mai mình cũng sẽ chuyển nó đi lốt để cái khu vực này của mình. Năm mai mình cũng xây tường, mình cũng đổ bê tông cho nó sạch sẽ, nhưng mà toàn bộ mình chỉ xây thôi mà mình không chát chít cái gì. Đây, cái khu vực này hôm nay gia đình mình đang dọn dẹp để mà đổ bê tông rồi cũng xây một cái hàng gạch như thế này. À, cái khu vực này mình đang có một cái dự án như thế này này. Sau này ấy, nếu như mà mình có nhiều thời gian, có điều kiện thì mình sẽ xây một cái căn nhà danh cổ, cái căn nhà mái cổ đấy các bạn. Có thể là mình sẽ lợp bằng cọ, hoặc là mình có thể là làm bằng bách đất, hoặc là mình có thể là xây gạch đơn giản như thế này. Đấy, thì mình sẽ tạo ra một cái khung cảnh của thế hệ của những năm 2000 trở về trước, để cho lúc nào mà mình có muốn quay cái gì video thì nhìn nó sẽ đẹp. Và thứ hai nữa là để cho mọi người, những thế hệ
2000 trở về đây này. Mọi người có thể là thấy được những hình ảnh mà của thế hệ anh em mình 9X trở về trước với các cụ ấy, thì nó sẽ đọng lại những kỷ niệm nó đẹp hơn, đúng không? Đấy, đấy là cái dự án của mình trên cái khu vực vườn này. Nhưng mà cứ phải dần dần, mình sẽ lọc hết toàn bộ những cái gì mà nó thuộc về hiện đại đi. Đấy, những cái gì mà thuộc về mái tôn, mái tiếc. Cho nên là rất nhiều bạn cũng bảo mình mà là cái chòi này anh Quế không đập ngói Hạ Long vào hay là lập tôn vào cho nó đẹp. Nhưng mà không, mình thích để như này. Đả này thì nó mới hợp lý đấy các bạn ạ. Rồi, cái bể này thì mình chặt hơi ít lá chuối, à quên, hơi ít cái cành chuối một tí, nhưng mà nhà mình vẫn còn. Bây giờ thì mình ra mình xem có cây nào xấu mình chặt nốt vào đây để ngâm nhé. Và mình cũng xin phép các bạn là tạm dừng video ở đây. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.